Theo nhận định của cơ quan công an, trong mùa phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động trộm cướp tài sản và tình hình mất an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện phòng chống sự lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng, công an các đơn vị còn tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân, trưởng công an thành phố Bạc Liêu cho biết thêm về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố. Trước hết thì chúng tôi tăng cường công tác là tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là số tội phạm mà lợi dụng các cái việc đó là phòng chống dịch và cái tội phạm là cướp giật trộm cắp tài sản để nhân dân là biết rõ phương thức thủ đoạn để dự phòng tự tránh. Vấn đề thứ hai đó, chúng tôi đẩy mạnh công tác đó là tuần tra vũ trang khép kín địa bàn trên địa bàn thành phố, tuần tra 24/24 giờ từ cái ngõ xóm trên địa bàn thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý những cái đối tượng vi phạm. Qua đây thì lực lượng chúng tôi cũng cảnh báo là nhân dân, khuyến cáo nhân dân á, thì tiếp tục tự phòng tự quản tài sản để nhằm cùng công an thành phố ổn định tình hình, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19.